mà đẹp dễ sợ luôn. Trời ơi sao đằng sau già dữ vậy trời. Trời ơi ai vậy? Ý anh sớm em xin lỗi anh nha. Đúng là anh gì em? Chụp hình với khán giả. À vậy hả? Mà quan trọng nè anh thấy không, khán giả em để bình thường, riêng cái bản mặt của em xóa không còn một nếp nhăn, không còn một nếp nhăn. Quan trọng thấy cái giò em kéo dài 1m1 luôn thấy không? Ủa vậy hả? Cái giò không 1m1 anh nghĩ người em nhiêu nữa. Bây giờ anh biết không, điện thoại á mình chụp hình lên mình có up lên trên mạng á, rồi cộng đồng vô người ta thấy cái những cái nét xấu của mình. Hiểu không? Có nhiều bạn chỉ em rồi xóa một hồi là không thấy mắt thấy mũi luôn, giống như người hành tinh khác vậy. Còn có mô đen nữa anh, mô đen bị chụp cho cái môi nó sexy á. Vậy hai ông hai bà hay gì vậy? Hai bà. Gì vậy? Dạ cái môi Puka không có cần có sexy đâu, để sẵn vậy là được rồi đó Puka. Em giờ em xào không đâu là ăn nguyên ngày không hết á. Dày vậy luôn hả chị? Luôn á. Chụp lại là bà nữa, bà nữa. Ủa anh Sơn cái môi đâu? Không có, anh không có môi hả? Anh không có môi thôi, chụp đi. Hai chị em mình chụp ảo cái gì đó. Giờ đừng quan tâm quay gì nữa đó. Mình lên chụp hình thôi chị. Trời đất ơi. Cái môi của bà Puka mùa mưa này bà đâu có tiền. Ước gì có ai cho đi ra đường mưa là nước vô thẳng luôn. Em ngồi lên thấy à. Ủa chụp nữa hả? Không có, cho nó coi hình thôi. Thấy không? Ừ thấy hai cái mỏ không? Chứ đâu có ai chụp em đâu. Em ra đây làm chi vậy? Chạy hết giờ rồi mọi người chiếm sóng ấy. Đây là chỗ của tụi em mà. À đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Phải làm nhiệm vụ chi cứu em chụp hình làm em. Thôi về sao thôi mình. Và xin giới thiệu hai thành viên đầu tiên của ban cố vấn quyền lực, đó chính là nghệ sĩ Hoàng Sơn và nghệ sĩ Việt Hương. Bây giờ trên màn hình của mình đã có 4 cái ốp lưng rồi. Thì 4 cái ốp lưng điện thoại này, cái phần mà trang trí xài ốp lưng như thế nào, màu sắc nó cũng gần như là thể hiện được một chút xíu gì đó cái tính cách của các bạn. Số 1 là chỉ là cái viền thôi chứ viền luôn. À cái viền vòng ngoài thôi chứ cũng không có ốp lưng. Số 2, số 3 thì không có ốp lưng. Ừ, mấy cái điện thoại mà không có chăm sóc vậy là coi như là cái công việc người ta nhiều hơn. Còn cái anh bìa kia thì anh này kỹ à. Người số 4 quá nhiều tóc để không nắm tóc giò đầu bứt tóc nữa, thì anh này là người đàn ông tính hay quên không có hay mất ơi. Điện thoại. Anh nói là hồi nãy anh có nói là chiếc điện thoại hiện tại là người yêu của anh. Không mà thật sự là mình yêu bản thân mình thì mình mới yêu người khác được. Chính vì vậy nên là chứng tỏ là bản số 4 này là sau này có người yêu sẽ rất yêu người yêu của mình. Có thể là cái anh chàng số 1 kia, ảnh cái nghề ảnh là nghề tài xế, ảnh cũng không quan tâm, nhưng mà thường nghề tài xế á thì ít bao giờ cầm điện thoại, cho nên cái bà này để cho rớt xuống nó đừng có bể, đó là an toàn trong công việc. Hoặc có thể là cái đồ ấp lưng của cái bạn này nè, bạn quá điệu để mà chăm sóc cho cái ấp lưng của mình. Vậy bây giờ hai em cảm thấy ấn tượng với cái ấp lưng nào nhất? Đối với em thì hiện tại em chưa ấn tượng với ấp lưng nào hết. Còn bên anh? Dạ, còn đối với em là anh số 4, tại vì ảnh ghi họ tên này kia chắc ảnh cũng rất là yêu quý bản thân, chắc cũng biết chăm chút nên là chắc cũng ngoại hình ưa nhìn. Bạn ơi cho mình hỏi là nếu mà ra đường có nhiều gái đẹp á thì bạn đã có bạn gái rồi á thì bạn có nhìn người đó không hay là chỉ nhìn mình thôi? Nhìn thì phải nhìn với tùy cặp mắt nữa. Yêu thích cái đẹp thì ai cũng sẽ yêu thích, và họ chỉ nhìn thì đối với mình chỉ nhìn với cái ánh mắt là nhìn ngang qua để biết được cái đó là đẹp. Đàn ông á ai cũng thích cái đẹp. Đúng vậy, cho nên mình có được quyền nhìn chứ mình không được quyền sở hữu. Với lại cái gì người ta nhìn cái đẹp để sau này người ta làm cho bạn đẹp hơn hoặc bằng tới những cái rồi. Đó. Nhưng mà em bây giờ này Khánh, em nói thật trong lòng em có bao giờ em có cơ ý vậy không? Có nhìn. Có chứ anh, em thích nhìn cái đẹp anh. Khánh nó nhìn em hoài luôn á. Hôm nay em nhìn Trinh nhiều hơn. Đau lòng quá. Ghé qua đây tí. À ghé qua hả? À, dạ. Nhìn vậy nó bị lé. Nhìn thấy nó bị lé. Vẫn nhất định là nhìn nó Trinh kìa. Tôi là tôi nghi cái ông số 3 lắm. Hồi nãy em chụp hình vậy. Rồi giờ ổng kìa. Ba bình bông, hai bức tranh. Cái số 3. Dạ. Em có thể nào giải thích là tại sao em thích để những cái hình nền như vậy không? Bởi vì em yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên. Còn hơn nữa là em yêu các bạn gái xinh đẹp ở đây nữa. Một lời nói ngụy biện không có đúng. Cái này đâu phải là thiên nhiên. Ba cái cây đó là ba cây giả chắc luôn á. Còn yêu thiên nhiên là phải nói đến cái bạn số 4. Thấy có biển kìa, thấy có trượt nước sóng á Khánh. Dạ, trượt ván rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Em có chơi thể thao không bạn số 4? Dạ em có chơi. Đây là môn thể thao em thích nhưng mà em chưa bao giờ được trải nghiệm. Số 3 ơi, lỡ khi hai bạn gái ngoài đây mà không đẹp thì sao? Dạ chịu luôn. Trong lòng đã có một anh nào chưa? Ngay từ đầu em nói có vẻ như là ưu tiên anh số 3 hơn. Tại thấy người cũng im im vậy, tính em cũng thích im im vậy. Đó là lựa chọn của biết điều. Còn bây giờ thì Minh Anh, em lựa chọn ai nè? Dạ em lựa chọn số 1. Ban cố vấn được quyền thống nhất chọn một người. Thương với Khánh thì đồng lòng muốn anh số 2. Cái triền miên, cái liên miên gì của bạn á, ít nhất bạn có sự chuẩn bị để tới đây. Cá nhân Huy Khánh thấy anh dành số 2 là người rất là cá tính, rất là có style, ăn mặc quần áo và thậm chí tóc ảnh qua cái bóng kìa, thấy không? Cắt hay lắm, phồng lên rồi mang giày cao rồi cái đế cũng hơi dày dày. Thì khi nhà gái mà thấy bên nhà trai chỉnh chu từ tóc tai quần áo người ngợm và kể cả từ câu văn bài thơ đem tới thì tôi với Khánh nhất quyết chọn bạn số 2. Còn biết ông anh tôi nhiều khi ông anh ổng lớn nhà, tánh ổng có cái suy nghĩ chín chắn hơn, cho nên là mời anh Sơn. Thôi để cho Trinh trước. Trinh đưa chị Trinh, là chị Trinh chọn hết 4 người đó. Mọi người đừng nhìn khúc đầu tung hỏa mù thôi, thật sự Trinh là người rất khó tính. Rồi cái khúc này chị muốn chọn ai nè? Không chọn ai cả. Cái gì kì? Muốn mẹ này tới mẹ tào lao hiểu luôn á. Bà chọn thì bà chọn hết 4 chứ bà chọn đi cái bà không chọn. Em biết rồi, mới bước ra là mình cái kiểu giống như chị bước vào một cuộc thi hoa hậu rất là điềm đạm, xong xuống đây thì trở thành hoa hậu thân thiện.
chị mời một anh chị, dù gì cũng để anh quyết định. Dạ em mời anh chọn qua, mê gái mà nó cho em quyết định á, rồi nhỏ em chọn ai hết. Cho nên chị sẽ đại diện cố vấn chị chọn bạn số 2. Bạn cố vấn đã chọn số 3. Ủa lộn lộn, bạn cố vấn đã chọn số 2. Dạ em muốn xem hình ảnh của bạn số 1. Chung trường. Trời ơi, toàn là cái hình nền hồi nãy thôi. Cho có gì vậy bạn ơi? Anh này cho anh nhiều chuyện lắm. Anh hay chụp lén lại màn hình điện thoại của người khác, sao anh gửi cho một người đầu nó coi nữa nè. Đúng rồi, đúng. Em thử thoát ra ngoài em cho mọi người xem là em hay sử dụng những cái app nào đi. Có chơi game. Không cần app chụp hình không ạ? Snapchat. Ủa em bận lắm hả? Em không có thời gian coi tin nhắn luôn hả em? Dạ em xin bật mí luôn, đó là tin nhắn của một chị. Ngày nào cũng không ngại nắng mưa, cuồng phong bão táp nhắn tin cho em. Wow. Là bạn này đã có một cái người yêu đơn phương đúng không? Dạ, đó là chị tổng đài. Bấm chị tổng đài. Mời em gái, em muốn xem cái gì? Dạ, hiện tại cũng muốn xem hình của bạn số 3. À, bạn này ít hình đó chứ có 78 tấm hình nè. Bạn có chụp hình mấy bạn nữ kìa, một bạn nữ áo cam cam kìa đúng không? Video luôn. Ai vậy em? Ai mà em phải quay video lại với em? Dạ đó là các bạn trong câu lạc bộ của em. Câu lạc bộ gì vậy em? Dạ câu lạc bộ văn nghệ của trường. Mình coi cái đoạn clip đó được không em? Em ơi, em thích người ta sao em quay lén người ta vậy? Dạ không, hai bạn đang tập hát để trình diễn á, nên em bạn nhờ em quay lại giùm. Vậy sao quay không quay cái mặt người ta lúc hát em quay? Tại vì bạn ngại. Cái hình mẫu mà em muốn hướng đến là một người đàn ông lớn tuổi hơn em, trưởng thành, biết suy nghĩ. Còn bạn Minh Anh? Dạ, đầu tiên nói về tính cách trước. Tại vì em muốn một người con trai phải hợp với tính cách mình hơn, phải bắt chuyện được với em. Chứ nói mà hai đứa không có liên quan gì với nhau tần số đúng thì không? Đó là cùng tần số. Ngoại hình thì cỡ một người cao khoảng 1m78. Mặt thì một người giống như là Trung Ha In. Em Hàn Quốc đó hả? Dạ rồi. Đúng rồi đó. Mũi V-Line giống như là BTS. Chị nghe em nói thì chị thấy là kế bên em là cái người cũng hợp đó. Không. Mặt mũi V-Line rồi đây đó. Nè, anh không có cao 1m78. Anh không có cao 1m78. Ai vậy là anh lùn? 1m78 đây, đứng lên Khánh. Mắt mũi V-Line luôn. Mũi V-Line nhưng mà càm không V-Line cho lắm. Có nha. Minh Anh ơi, cái tiêu chuẩn của em là 1m78, mặt V-Line. Vậy đó, đi với em một cái người quá đẹp như vậy á, em an tâm không? Dạ, không, cái là hình mẫu thôi chị. Xem phim nhiều rồi hay là xem đọc chuyện ngôn tình nhiều, nên là cái tư tưởng mình nó cũng hơi ảo một xíu. Còn nếu mà đối với ngoài thực tế thì em vẫn coi trọng cái tính cách người ta hơn, và cái cách nói chuyện người ta như thế nào đối với mình, chứ không phải là đập vào mắt mình là cái ngoại hình trước. Rồi bây giờ tới bạn biết điều đi. Bạn có vấn muốn xem cái gì? Em cho cái Zalo coi. 3.500 mấy. Ồ Zalo mấy luôn. Thôi bây giờ mình vô phần hình ảnh đi. À, nó chỉ báo là sinh nhật, ngày này sinh nhật của ai trong danh bạ của mình thôi anh. Wow. Ồ, tóc màu hồng hồng đó là ai vậy em hả? Màu cam. Dạ. Cho chị xem đi. Bé luôn đi chứ ai. Đó luôn á. Wow, đẹp quá. Tóc thiệt của em hả? Điều luôn á. Dạ. Em chị thấy em đi du lịch nhiều dữ vậy. Đúng rồi. Em đi được bao nhiêu nơi rồi em? Dạ, hiện tại thì em cũng đi được 5 đến 10 nơi rồi. Kiểu như đi các tỉnh Đắk Lắk thì là gốc của em rồi, Bình Định cũng là gốc của em. Em có đi sống ở Quảng Trị rồi, cũng có đi Nha Trang rồi, Bình Thuận, Vũng Tàu, Cà Mau, nói chung. Em nói là em đi chơi em sống hay không? Là em sống? Quảng Trị thì em có sống vài năm. Lý do gì mà em đi ở khắp nơi vậy em? Dạ, một mình mẹ em là nuôi dưỡng 4 anh chị em của em, sau đó là mẹ mất nên là em ở với cô dì chú bác mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi năm vậy đó. Vậy là ba mẹ em không có ở chung? Ba mẹ em ly dị xong rồi ba em có vợ khác rồi ở nơi khác cũng lâu lắm rồi, không có liên lạc hay gặp mặt gì. Hơi chạnh lòng, nó bất công với mẹ em quá. Có thể là trong cái khó khăn nhất như là cái bạn hồi đầu mà bạn số 4 mà mình từ chối đó, lúc mà bạn đứng lên bây giờ thì bạn đang rất là đau, bạn có thể khóc. Nhưng mà đối với bạn thì bạn chia sẻ một cái chuyện mà tôi thấy nó còn ghê hơn cái chuyện của bạn này. Thì bạn không hề có chuyện rớt một giọt nước mắt. Có nghĩa đối với một bạn nữ và một bạn nam thì bạn là một cái con người quá bản lĩnh. Chị nghĩ em đủ khả năng để lựa chọn cho mình một người đàn ông tốt cho cuộc đời em. Và chị cũng mong muốn điều đó với em. Cảm ơn chị. Ở phía sau của cô gái thì cái cảm giác mình như thế nào? Dạ em là cảm thấy rất là hồi hộp. Mà rất hợp luôn, hai đứa giống nhau. Bạn số 2 ơi, bạn cảm giác như thế nào? Em thấy hơi tò mò với cũng khá hồi hộp. Và nhiệm vụ của các bạn là cầm cái điện thoại lên, bạn nghĩ là bạn có nên gọi cho bạn gái hay không? Xin mời hai bạn nam sử dụng điện thoại để gọi cho hai bạn nữ ạ. Hết thời gian ạ. Con trai mà để hình mẹ trong điện thoại là thương mẹ, mà thương mẹ là thương vợ lắm. Em cũng giống anh đó, cũng hay để cái mục tiêu công việc của mình trên cái màn hình điện thoại. Gọi hay không gọi? Em cũng
hơi buồn là khi mà Chánh không gọi cho Biết Điều. Ở một góc sâu thẳm nào đó, khi những rung động của Minh Chánh và Biết Điều có đôi chút lạc nhịp, điện thoại đã không đổ chuông. Có lẽ cả hai đều hiểu rằng cánh cửa tình yêu khép lại cũng là lúc họ nắm tay nhau trở thành những người bạn tốt. Bây giờ bạn có cảm thấy là mình tiếc nuối khi mà Chánh không gọi cho bạn này không? Nếu mà nói thì em không thích bạn thì không thể nói như vậy được. Nhưng mà lúc đầu thì Biết Điều đã không chọn em. Em được đứng ở đây thì tất cả đều nhờ các anh chị cố vấn đã giúp đỡ em và nói gọi cho em. Em chỉ sợ là bạn chỉ chọn em qua lời của các bạn anh chị cố vấn. Vậy bây giờ tôi hỏi Biết Điều nha. Nếu như hồi nãy mà bạn Chánh gọi cho Biết Điều có alo không? Thực sự nói thẳng là em cũng không có alo. Tại sao? Sau lưng em là tự nhiên em mất cảm giác với bạn luôn. Em cảm thấy không có đồng cảm, kiểu như không còn sự thân thiết kiểu như lúc chọn Nguyễn Ghé. Bây giờ quay lại hai đứa nhìn nhau thì có tiếc là nãy không gọi cho nhau không? À, cũng tiếc là vì không được thì mình sẽ làm bạn với nhau. Chánh có chịu làm bạn không? Dạ, em được. Chánh nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 21, chuẩn bị 22. À, đúng như cái cảm nhận của Biết Điều, hồi nãy Biết Điều thích là lớn hơn vài tuổi. Nhưng mà thiệt tình nha, bạn Chánh bước ra rất là già dặn. Đúng rồi. Không có nông nổi, không có tưng tưng đâu. Trên sóng có thể là không có đẹp như cái cặp bên này, thì cái cặp bên kia tôi nghĩ là hai bạn nên kết bạn với nhau. Tính hai bạn thật ra cũng rất là trầm, tôi nghĩ là hợp với nhau hơn. À, tại vì chúng tôi ngồi ở này chúng tôi sẽ nhìn thấy được. Đây là một cô gái hồi nãy giờ mình đã nói rồi là rất là bản lĩnh và họ có cái cảm giác, họ có cái linh tính đó. Hình như là phía sau lưng tôi là một cái người không phải hợp với tôi được. Chúc cho tình bạn hai bạn được lúc nào cũng đẹp nha. Yeah.